Và bên kia là Choi Son và Greg, còn bên này thì là Summer đến từ game thủ chim sẻ. Và đây là màn hình máy của game thủ No 1 là người cầm Yamato. Một Choi Son, một Greg, một IA và một Summer. Mở bát sẽ thấy cửa sáng ở trong trận này. Và chúng ta hãy cùng xem màn hình máy của game thủ No 1 ở trong ngày hôm nay. Trong trận thi đấu này. Cố gắng đưa về trận thi đấu chung kết ở trong trận đấu này. Bây giờ phải cố từng trận, từ trận 1, trận nào là chung kết rồi. Vâng, Choi Son, Greg. Choi Son, Greg và Ia Samarian. Bãi quả phụ dành cho Yamato của cái thủ No 1. Hy vọng ở bên trên là 6 cây. Cố gắng đá bầy hươu này khéo vào. Vâng, cũng có quả phụ dành cho sẻ bài này rồi. Có lẽ cho Son lại một bài chém chuyển cung A một áo. 2-1. Hà Nội rất hay có bài 2-1 ngay những thời điểm đầu luôn. Hai con giò hoặc một giò một tê nếu cho Son đánh thẳng cung A một áo. Quả phụ 6 cây. Chúng ta cũng xem màn hình máy của game thủ No 1. Một chiếc BS chiến lược ở phía bên trên, giá như bãi vàng biến thành bãi đá, à vâng, bãi đá mới thành bãi vàng. Đổi chỗ hai bãi này cho nhau thì cũng là quá đẹp. Mắc Minh có hốc. Vâng, bãi quả phụ nữa dành cho cái thủ No 1. Có khả năng bị ăn tranh để ý. Đó là vị trí có khả năng bị ăn tranh rất cao. 21/24 kéo hết lên phía bên trên này. Vét thật nhanh bãi cầu phụ ở phía bên trên. 22/24 bài này lên sau 2L vắt đều. Vã thẳng mặt luôn. 21L1P. Đại cùng chờ xem. Đây màn hình máy của cầu thủ chim sẻ. Vâng, sẻ cơ cấu thì đúng là mắc binh rồi, không nói nhiều. Và đây màn hình máy cái thủ No 1 ăn tranh tiếp bãi quả phía bên trên với Greg của game thủ Hoàng Mai Nhi. Cả hai vị trí đều ăn tranh. Không ăn tranh một nhà mùng 7 thôi. Không phải ăn tranh hai nhà. Màn hình máy của game thủ chim sẻ 26/28. Thế bại bó bế là tương đối ổn dành cho game thủ chim sẻ. Và bây giờ chúng ta cùng xem màn hình máy của No 1 tiếp thôi. Hai mươi lăm trên 28 và game thủ No 1 còn thêm một bài hiêu nữa ở phía bên dưới, tranh chân lực với lại game thủ Hoàng Mai Nhi tên này luôn. Vâng, đèo từng thí thực một nào vào trong người.
Vẫn đủ, vẫn đủ, vẫn đủ, vẫn đủ. Rồi. Bây giờ cũng vừa mới đóng nhà điều kiện thôi. Ở mùa 7 bây giờ mới đóng nhà điều kiện, không vì gì phải vội bài này cả. Rồi đủ, vừa đủ xong được một con giò. Lùi về tất cả để có thể ăn được hai bài hiệu này nữa. Màn hình máy của game thủ chia sẻ xem nó kín hốc hay chưa. Đây màn hình máy của chia sẻ 27/36. Và quay trở lại với nô một tiếp thôi. Đã có giò chọc chéo đến từ game thủ Văn Lớp. Ở bên kia chắc chắn họ sẽ chơi cái kiểu 2-1 mà. Chắc chắn luôn. Rất nhanh tay vậy. Vẫn chưa được, vẫn chưa được. Hai giò chơi luôn. Tương đối sâu vậy luôn, vậy luôn. Rồi, xong rồi. Bãi vàng xem như đã kín. Tránh cả chọc xuyên luôn, rất cẩn thận. Những hơi đuối gỗ để có thể lên xong và đóng phủ. Cái nữa. Hai mươi trên 48. Rồi có sư tử ở trong tình huống vừa rồi. Tốt, tốt. Vẫn là 19/48. Nhưng bây giờ phải có P. Và bây giờ phải có gỗ, phải có P. Đây màn hình máy cái thủ chia sẻ 31. Cả hai con giò đều lao hết vào nhà cái thủ nô 1 rồi. Kín bưng mừng mừng đến từ game thủ chim sẻ. Các bạn có thể thấy rằng game thủ chim sẻ đang cơ cấu nhà cửa tốt đến mức như thế nào. Quan trọng là cách cơ cấu rất hay đến từ game thủ chim sẻ. Và bây giờ thì quay trở lại màn hình máy của game thủ nô 1. Bị công P luôn. Vâng, hai giò. Cả T cả P. Sẻ chuẩn bị sang, chuẩn rồi. Thắng lại 16 dành cho cái thủ nô 1. Và bây giờ thì đến với chim sẻ 38/76. Sẻ đã có một lượt giáp. Và bây giờ thì T và những con phù đến từ cái thủ Hoàng Mai Nhiều, cái thủ Văn Lớp không còn quan trọng nữa. Màn hình máy của cái thủ nô 1 thắng lại 16/60. Đã có P ở phía bên trong. Vậy rất nhanh. Và bây giờ chúng ta cũng xem màn hình máy của thủ chim sẻ. Chim sẻ báo về phía bên kia vẫn đang có 2 lờ đều. Tập trung vào, chưa dứt điểm vào đâu. Không chủ quan. Cho son vẫn đang ra 2L rất đều. Văn Lớp người cầm cho son 16 đang ra 2L đều. Vâng, chưa có bánh xe đến từ game thủ mùa 7. Hoàng Mai Nhi chưa có bánh xe. Rất nhiều nông dân. 48/92, xe vẫn đang cơ cấu hốc ra cung đờ cực kỳ đều. Bốn nhà VA sóc tơn nào cũng đều, không sót một con nào. Nô 1 đã người chịu khổ phút đầu và bây giờ thì Nô 1 phải đòi lại công lý. Xin lỗi bạn, chia sẻ đòi lại công lý cho Nô 1. Bây giờ thì quay trở lại với Nô 1 thôi, ta lại còn 7. Đừng fit là được. Tất tay chém ở phía bên kia đang quay sang nhà cái thủ Nô 1 khi biết rằng chia sẻ nắng đang là người ra quá đều cung rờ và không thể công nổi. Nhưng nô 1 vẫn đang chạy tốt ở chỗ này. Sẽ bơm gỗ để cho nô 1 sửa nhà. Vậy e bơm gỗ cho nô 1 sửa nhà vậy e. Màn hình máy cái thủ chim sẻ 57/92. Và một chút gỗ đã được ném sang dành cho cái thủ nô 1. Kìa ruộng chính kìa. Và không dám vào đến từ cái thủ Văn Lớp. Cái uy đến từ cái thủ chim sẻ là như vậy. Cầm cung rờ và có cái uy đến từ cái thủ chim sẻ. Dọn rất kỹ nhà của cái thủ Hoàng Mai Nhi và bây giờ thì bắt đầu quay sang nhà của thủ Văn Lớp. Văn Lớp tự động resize.
Tỷ số được cân bằng hai đều ở trong C đấu thứ 3 và bây giờ thì chuẩn bị đến với trận thi đấu chung kết nghẹt thở trong C đấu thứ 3. Thank you.